anh em, xin chào các bác. Một trong những dòng loa mà có thể gọi nó là như dội bom. Đây là một trong những đôi loa của Nhật, nó làm được điều đó. Hãng Diatone, Onkyo, Yamaha là những dòng loa của Nhật mà nó làm rất gấu. Đôi loa này cũng không ngoại lệ. Đây là đôi loa Yamaha NS600, đẹp xuất sắc, bãi zin và giá là 8.500.000 đồng. 8.500.000 đồng anh nhá. Loa 3 đường tiếng bass 30. Đôi loa này nó cân nghe nhạc và hát karaoke đều hay. Những dòng loa này bass nó đánh không khác gì bom rộn. Vít dom, khép dom, màng cắt mòn màng giấy, còn gân là gân cao su. NS600 đẹp từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau. Mời anh em nghe to chút. Đám két vào khoang và đẩy nhé. Với những đôi loa này anh em chỉ cần dùng những con âm ly tầm 5 triệu, 7 triệu, 9 triệu. Càng đắt tiền càng tốt, nhưng mà nó rất dễ ghép. Mình không cần phải lo lắng về chuyện ghép âm ly. Và đây vừa đang ghép vào một con âm ly Samsung 7 triệu thôi. Áp ứng cả nghe cả hát. Anh em nếu gần có thể qua trực tiếp cửa hàng Minh Audio ở đâu Hà Nội, Văn Phú Victoria. Tuyến loa nó đẹp xuất sắc luôn. Đẹp đến đâu thì phải có vết xước anh em nha. Mình nói là phải đẹp theo kiểu loa bãi. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi. Đó là đôi loa Yamaha NS600 giá 8.500.000 đồng. Hàng đẹp, hàng xịn, chơi đa di năng. Dòng loa này thì nó đắt hơn dòng loa Diatone, nó tương đương với dòng loa Onkyo. Nếu mà đổi đắt, 1, 2, 3, 4. Alo, một đôi loa gọi là đa di năng, chơi đa thể loại nhạc, cả nghe cả hát, nhạc gì cũng nhảy với dòng loa này. Thank you.